Kính chào quý khán giả đến với chuyên mục tin tức tổng hợp trong tuần ở Canada và tin vắn vào ngày 16 tháng 2 năm 2022 do thời báo Newspaper thực hiện. Sau đây kính mời quý khán giả đón xem một số tin tức nổi bật vào ngày hôm nay. Tin Canada Những du khách đã trúng ngừa hoàn toàn, không phải thử nghiệm PCR khi đến các phi trường Canada. Thiếu niên Toronto, từ 12 đến 17 tuổi có thể chích mũi thứ ba không cần đặt hẹn. PC cho hủy bỏ tất cả các ngăn cấm ngoài trừ việc phải chủng ngừa và đeo khẩu trang. Cảnh sát tịch bắt 13 người và thâu nhiều vũ khí trong vụ phong tỏa ở Alberta. Truy tầm Van Trailer chở hơn 2.000 khẩu súng bị đánh cắp. Nổ súng kinh hoàng ở một trường Scarborough, một học sinh bị bắn chết, nghi phạm mới 14 tuổi. Tin vắng, giá dầu thế giới vọt lên mức cao nhất trong hơn 7 năm, Cả nhóm ngồi thuyền trên bãi biển bị sóng cuốn trôi, 10 người chết. Những du khách đã trúng ngừa hoàn toàn sẽ không phải thử nghiệm PCR khi đến các phi trường Canada. Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ Ba ngày 15 tháng 2, ông John Jeff Dulles, Tổng trưởng Y tế đã cho biết là bắt đầu từ ngày 28 tháng 2, những du khách đã chủng ngừa covid hoàn toàn hai mũi sẽ không phải thử nghiệm PCR khi vào Canada và sẽ không phải cách ly trong khi chờ đợi kết quả cuộc thử nghiệm. Thay vào đó, những du khách này chỉ cần thử nghiệm nhanh, thử nghiệm rẻ tiền và không phải chờ đợi lâu. Những thay đổi này của chính quyền liên bang Canada cũng tương tự như những điều kiện mà một du khách vào Hoa Kỳ phải thông qua. Tuy nhiên, các công ty du lịch cũng như các hãng hàng không đã yêu cầu Chính quyền liên bang bỏ luôn hết tất cả những thử nghiệm để người ta dễ dàng đi du lịch, nhất là sắp đến dịp nghỉ lễ tháng 3 cho học trò. Ngoài ra những trẻ em dưới 12 tuổi đi du lịch theo cha mẹ sẽ không phải cách ly 14 ngày trước khi được trở lại trường như những quy định trước đây. Chi phí cho một cuộc thử nghiệm PCR từ 100 đô la lên đến 250 đô la. Ông tổng trưởng y tế cũng cho biết là chính quyền Canada sẽ nới lỏng thêm những giới hạn trong những ngày sắp tới nếu số người lây nhiễm COVID và phải vào nằm trong các bệnh viện tiếp tục sút giảm. Những du khách ngoại quốc chưa chủng ngừa COVID vẫn không được nhập cảnh Canada, trong khi những cư dân Canada chưa chủng ngừa khi về đến vị trường sẽ phải thử nghiệm PCR và phải ở cách ly 14 ngày. Thiếu niên Toronto từ 12 đến 17 tuổi có thể chích mũi thứ ba không cần đặt hẹn. Y tế công cộng Toronto Public Health hiện đang cung cấp mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ ba cho thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi tại năm y viện chủng ngừa do thành phố điều hành theo kiểu working, không cần đặt hẹn. Thiếu niên trong độ tuổi này có thể chích mũi thứ ba nếu đã chích mũi thứ hai trong khoảng 6 tháng hoặc 168 ngày. Thông báo trên được ông thị trưởng John Tory cùng với giám đốc y tế Aline Vella đưa ra hôm thứ ba tại một clinic chủng ngừa ở Scarborough trong khuôn khổ chiến dịch Vast the East của thành phố. Trước đó một ngày, chính quyền Ontario đã thông báo rằng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi có thể đặt lệch hẹn chích mũi tăng cường ngừa COVID-19 thứ ba qua website của tỉnh bang kể từ thứ Sáu tuần này. Theo dữ liệu gần đây nhất, khoảng 94% cư dân Toronto từ 12 đến 17 tuổi đã được chích ít nhất một mũi vaccine và 90% đã chích hai mũi. Trong số khoảng 162.500 cư dân ở độ tuổi này đã được chích ngừa hai mũi vaccine, có 106.500 người đủ điều kiện để chích mũi thứ ba, bắt đầu từ thứ ba. Các clinic do thành phố điều hành hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối, vào các ngày thứ bảy và chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cung cấp vaccine cho cả người đặt hẹn và cả người không đặt hẹn. Năm địa điểm đó là Metro Toronto Convention Center, Cloverdale Mall, Scarborough Town Center, Maxwell Field Community Center, Work Mall. Cả chính phủ Ontario và y tế cộng cộng Toronto đều cho rằng chúng người là chìa khóa để hạn chế lây truyền COVID-19 và ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng, nhập viện và tử vong. Dữ liệu gần đây từ Toronto Public Health cho thấy, những người được chích ba mũi vắc xin ngừa COVID-19 có tỷ lệ nhập viện, phải cần chăm sóc đặc biệt và tử vong thấp nhất trong suốt làn sóng Omicron. BC cho hủy bỏ tất cả các ngăn cấm ngoài trừ việc phải chủng ngừa và đeo khẩu trang. Bắt đầu từ tối ngày thứ tư 16 tháng 2, chính quyền tỉnh bang BC cho hủy bỏ tất cả những ngăn cấm đại dịch trừ hai việc là phải đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng và duy trì giấy chứng nhận chủng ngừa hoàn toàn. Tất cả mọi cơ sở thương mại từ nhà hàng, quán rượu có khiêu vũ, các nơi thờ phượng, các phòng tập thể dục, các phòng tắm hơi, đấm bóp đều không bị giới hạn số khách vào, miễn là khách vào phải đeo khẩu trang và có thể chứng nhận đã trúng ngừa hoàn toàn. Theo bác sĩ Bonnie Henry, giám đốc y tế công cộng tỉnh bang BC, đã nói bà rất hãnh diện vì cư dân trong tỉnh bang đã làm những việc giúp bảo vệ những người khác theo những quy định của chính quyền tỉnh bang. Và bác sĩ Henry cũng nói là việc mở cửa lại ở tỉnh bang BC sẽ chậm, cẩn thận và được suy xét cẩn thận. Bác sĩ Henry cũng nói tỉnh bang BC là một trong những tỉnh bang có số người được chủng ngừa COVID cao nhất. Trên 90% cư dân trong tỉnh bang từ năm tuổi trở lên đã chủng ngừa cô với một mũi và trên 85% cư dân đã chủng ngừa hoàn toàn. 55% cư dân trong tỉnh bang BC đã chủng ngừa mũi bổ sung. Các tỉnh bang Saskatchewan và Alberta đã hủy bỏ việc xuất trình chứng thư chủng ngừa. Tỉnh bang Ontario và Manitoba sẽ hủy bỏ chứng thư chủng ngừa vào ngày 1 tháng 3, trong khi tỉnh bang Quebec sẽ hủy bỏ chứng thư chủng ngừa vào ngày 14 tháng 3. Các tỉnh bang Alberta và Saskatchewan sẽ hủy bỏ lệnh đeo khẩu trang ngoài công cộng vào ngày 1 tháng 3. Trong khi cư dân tỉnh bang Manitoba sẽ không phải đeo khẩu trang vào ngày 15 tháng 3. Cảnh sát tịch bắt 13 người và thu nhiều vũ khí trong vụ phong tỏa ở Alberta. Cảnh sát Hoàng gia Canada ở Alberta đã bắt giữ ít nhất 13 người liên quan đến cuộc biểu tình chống lại các hạn chế về đại dịch gần điểm biên giới chính của Hoa Kỳ ở miền Nam Alberta. Cảnh sát cho biết trong một thông cáo vào sáng thứ hai rằng họ được biết về một nhóm nhỏ có tổ chức trong cuộc biểu tình lớn hơn tại Coles, dẫn đến 11 vụ bắt giữ. Cảnh sát nhận được thông tin rằng nhóm này đã tiếp cận một kho vũ khí và đạn dược trong ba xe vận tải. Các giới chức đã tịch thu một số súng dài, súng ngắn, nhiều bộ áo giáp, mà tấu, một số lượng lớn đạn dược và các băng đạn công suất lớn. Roberta hầu của RCMP nói với giới truyền thông vào chiều hôm thứ Hai, Chúng tôi chưa có nhiều vụ liên quan đến bạo lực, nhưng thật không may, một cuộc điều tra đã bắt đầu một thời gian ngắn sau khi những người biểu tình ban đầu kéo đến. Macau nói rằng RCMP bắt đầu nhận được thông tin về các mối đe dọa tiềm ẩn. Điều này cần thời gian để điều tra và dẫn đến những vụ bắt giữ vào đêm Chủ nhật. hầu cho biết, sau đó chúng tôi đã thực hiện một vụ bắt giữ khác liên quan đến vụ này. Trong một thông cáo thứ nhì hôm thứ Hai, RCMP cho biết hai người nữa đã bị bắt vì liên quan đến việc phong tỏa biên giới. truy tầm Van Trailer chở hơn 2.000 khẩu súng bị đánh cắp. Cảnh sát cho biết chiếc xe tải với đầu xe kéo chở hàng ngàn khẩu súng đã bị đánh cắp ở Peterborough vào sáng sớm Chủ nhật ngày 13 tháng 2. Trong một thông cáo đưa ra chiều Chủ nhật, cảnh sát Peterborough cho biết họ đã được báo tin về vụ trộm này vào khoảng 7 giờ 30 sáng và đã có mặt tại một công ty vận tải trên đường Port Hill Road Theo cảnh sát, thì chiếc xe tải chở hơn 2.000 khẩu súng đã được đưa khỏi bãi đầu xe vào khoảng 3 giờ sáng kẻ trộm đã vào một số bãi xe khác và tìm cách lấy các xe tải khác trước khi lấy đi chiếc xe chở súng này cảnh sát cho biết không có đạn dược trên xe tải vào hôm thứ ba cảnh sát Peterborough cho biết đã được cảnh sát vùng Peel thông báo vào hôm thứ hai rằng chiếc xe tải đã được tìm thấy trong một khu kỹ nghệ ở Brampton tuy nhiên đầu xe kéo chở súng vẫn biệt dạng các nhà điều tra đang tìm kiếm một đầu xe kéo chở hàng Hyundai đời 2014 màu trắng có đường viền kim loại màu bạc mang bản số V3092A và số hiệu xe là 14002. Cảnh sát đang yêu cầu bất kỳ ai có thông tin gì, hãy liên lạc ngay với họ theo số 705 876 -122, attention 232, hay gọi ẩn danh cho Crime Stopper 1 800 Nổ súng kinh hoàng ở một trường Scarborough, một học sinh bị bắn chết, nghi phạm mới 14 tuổi. Cảnh sát Toronto đã xác định được danh tính em học sinh 18 tuổi bị bắn chết tại một trường trung học ở Scarborough vào chiều thứ Hai ngày 14 tháng 2. Vào khoảng 3 giờ chiều hôm thứ Hai, các đội cấp cứu đã được gọi đến David M. Mary Thompson Colleges ở gần khu Midland và Lawrence. Theo cảnh sát, nạn nhân Trahim Robinson đã chết ngay tại chỗ khi bị bắn gần cửa sau của trường học. Nghi phạm 14 tuổi đã nã đạn vào Robinson từ phía sau và sau đó bỏ chạy khỏi phạm trường để truy đuổi nạn nhân thứ hai. Nghi phạm đã tấn công nạn nhân thứ hai và chỉ súng bắn nhưng đạn không nổ. Các nhà điều tra cho biết họ coi toàn bộ tầng chính của trường như một phạm trường, vụ án. Học sinh được yêu cầu ở nhà và học online vào hôm thứ Ba. Đến tối thứ Hai, ngay trước 7 giờ tối, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Thiếu niên này bị cáo buộc một tội giết người cấp độ 1 và một tội cố sát xuất hiện lần đầu tiên tại tòa ở 1911 Ellington Avenue East vào sáng thứ ba. Hội đồng giáo dục Toronto cho biết họ cũng đang tiến hành một cuộc điều tra song song với cảnh sát. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay xin kính mời quý vị khán giả cùng đón xem một số tin vắn nổi bật trong tuần. Giá dầu thế giới vọt lên mức cao nhất trong hơn 7 năm theo hãng tin Reuters, giá dầu tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 7 năm trong bối cảnh mà các nhà đầu tư lo ngại cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine sẽ kích hoạt các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu và làm gián đoạn xuất cản từ các nhà sản xuất dầu lớn. Dầu Brent, những loại dầu được khai thác từ các mỏ khu vực Biển Bắc là tiêu chuẩn cho thị trường châu Âu và châu Á, tăng thêm 1,14 đô la lên đến 95,58 đô la một thùng. Dầu thô Mỹ tăng 1,34 đô la lên 94,44 đô la một thùng. Giá dầu Brent giao sâu ở mức 95,56 đô la một thùng, tăng 1,12 đô la tương ứng với 1,2% sau khi chạm đỉnh 96,16 đô la trước đó, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2014. Dầu thô Tây Texas của Mỹ tăng 1,28 đô la, tương đương 1,4% lên đến 94,38 đô la một thùng. Dao động gần mức cao nhất trong phiên là 94,94 ,94 đô la một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2014. Nhà phân tích ofwork của công ty phân tích thị trường OANDA cho biết, nếu xảy ra hành động quân sự thì dầu Brent sẽ tăng lên trên mức 100 đô la một thùng. Tổ chức các nước xuất cảng dầu mỏ và đồng minh của tổ chức này, nhóm OPEC đang phải vật lộn để tăng sản lượng theo cam kết hàng tháng sẽ tăng sản lượng lên 400.000 thùng một ngày cho đến tháng 3 năm 2022. Cơ quan năng lượng quốc tế cho biết khoảng cách giữa sản lượng của OPEC và mục tiêu của tổ chức này sẽ nới rộng lên 900.000 thùng một ngày trong tháng 1 năm 2022, trong khi ngân hàng đầu tư JP Morgan cho biết khoảng cách của riêng OPEC với mục tiêu là 1,2 triệu một thùng một ngày. Cả nhóm ngồi thiền trên bãi biển bị sóng cuốn trôi, 10 người chết. Sóng lớn trên bãi biển Bayangan của tỉnh Đông Jawa cuốn trôi nhóm người đang ngồi thiền, khiến ít nhất 10 người bị thiệt mạng. Khoảng 23 người nắm tay nhau bắt đầu ngồi thiền trên bãi biển sau nửa đêm và tai nạn xảy đến rạng sáng, sáng ngày 13 tháng 2, khi sóng lớn ạp vào cuốn trôi cả nhóm. 12 người được cứu, 10 người thiệt mạng và một người đàn ông 40 tuổi hiện chưa rõ tình trạng. Harry Bonomo, cảnh sát trưởng địa phương, nói trên TV One, họ ở quá gần bờ biển và không thể tự cứu mình khi sóng ập đến cuốn trôi họ. Theo Bonomo, không rõ nhóm đang thực hiện nghi lễ gì ở khu vực chủ yếu là người Hồi giáo. Buổi lễ do một nhà lãnh đạo tâm linh dẫn đầu, người này sống sót sau tai nạn và sẽ bị thẩm vấn. Truyền thông địa phương đưa tin một số nạn nhân, đều đến từ các thị trấn gần đó là người thân của nhau. Chủ hy quân sự khu vực Batara Bagaribu nói rằng bãi biển thường được canh gác và đóng cửa sau khi trời tối, nhưng nhóm đã lẻn vào bằng cách nào đó. Giới chức gần đây cảnh báo du khách không nên bơi hoặc đến quá gần mặt nước vì xuất hiện sóng lớn. Ông cho hay bãi biển gần đây tương đối yên tĩnh vì đại dịch và ngay cả khi có du khách họ thường ngồi trên bãi biển thay vì bơi do sóng cao. Các bãi biển ở Indonesia thường xảy ra sóng mạnh, nhưng lại thiếu các biện pháp an toàn cho du khách. Năm ngoái, hai du khách trong nước thiệt mạng sau khi bị sóng cuốn trên bãi biển huyện Malang, tỉnh Đông Java. Vào năm 2019, năm người đi nghỉ trên bãi biển ở tỉnh Lampur đã chết sau khi bị sóng cuốn trôi. Thưa quý khán giả, tin tức vừa rồi đã tạm ngưng lại chương trình tin tức tổng hợp trong tuần ngày hôm nay của Thời báo Media. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn nút yêu thích và chia sẻ video của chúng tôi, cũng như để lại bình luận bên dưới. Thời báo chúc cho quý vị có những ngày đông ấm áp và an lành bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tổng hợp tiếp theo của chúng tôi trên kênh youtube Thời báo Media.